Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang Địa phương Nông Sơn phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Trong chuyên mục sẽ có các thông tin chính. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn vừa tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư huyện ủy Thái Bình, phó bí thư thường trực huyện ủy Ngô Văn Sĩ dự đại hội. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Ninh Phước đã phát huy thuận lợi khắc phục những khó khăn, tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện tốt mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo trong Đảng bộ và đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất hàng năm tăng 12,50%, sản lượng lương thực cây có hạt bình quân hàng năm hơn 959 tấn. Thu ngân sách nhà nước từ 2015-2020 đạt gần 110 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người mỗi năm hơn 22 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 8,45% trên một năm. Đến nay, xã đã đạt được 10 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã Ninh Phước đã kết nạp mới 37 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 184 đảng viên. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư huyện ủy Nông Sơn, Thái Bình ghi nhận những kết quả đã đạt được của đảng bộ và nhân dân xã Ninh Phước, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế mà đảng bộ xã cần quyết tâm nỗ lực khắc phục, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ xã Ninh Phước lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đảng bộ xã Phước Ninh cũng vừa tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 90 đại biểu. Trong nhiệm kỳ qua, giá trị sản xuất hàng năm của xã Phước Ninh tăng hơn 60%, vượt hơn 6 lần so với nghị quyết đề ra. Sản lượng lương thực cây có hạt đạt bình quân hàng năm 1.100 tấn. Toàn xã hiện nay có 85 cơ sở sản xuất kinh doanh, đóng góp vào giá trị sản xuất mỗi năm hơn 4,5 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 54,38% năm 2015 xuống còn 9,6% năm 2019. Đến nay, Phước Ninh đã hoàn thành 14 trên 19 tiêu chí nông thôn mới và phấn đấu xây dựng điểm khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2020. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã Phước Ninh cũng đã kết nạp mới 25 đảng viên mới. Kết quả phân loại đảng viên hàng năm có 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng luôn được quan tâm. Qua đó đã tiến hành hơn 20 lượt kiểm tra, giám sát tại các chi bộ trực thuộc. Nội dung kiểm tra tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đại hội Đảng bộ xã Xuân Viên lần thứ 27 nhiệm kỳ 2020-2025 mới đây cũng được tổ chức thành công tốt đẹp. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 26 nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã Sơn Viên đã triển khai thực hiện hoàn thành vượt các chỉ tiêu nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt trên 26 tỷ đồng, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt trên 38 triệu đồng trên một người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 5 đến 6%. Lĩnh vực văn hóa xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần cải thiện đời sống vật chất. Các chương trình mục tiêu giảm nghèo được thực hiện hiệu quả và các dự án cho vay phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo, xóa nhà tạm được thu hút với doanh số khá lớn. Các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn ưu đãi tín dụng thông qua các kênh hội đoàn thể với tổng số vốn trên 15,5 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 35 CTTU của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chỉ thị số 45 CTTU ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đẩy nhanh tiến độ đại hội, bảo đảm chất lượng, thời gian quy định. Đảng bộ huyện Nông Sơn có 45 đảng bộ chi bộ trực thuộc. Cuối tháng 1 năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn Đảng bộ xã Quế Lộc
và chi bộ văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức đại hội điểm, sau đó tiến hành rút kinh nghiệm để các chi đảng bộ tổ chức đại hội thành công theo đúng kế hoạch. Đến nay, tất cả 45 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Nói chung là trong các quá trình chuẩn bị, thì có cấp ủy cũng thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ đảng viên. Rồi cái việc chuẩn bị nhân sự thì cũng được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng. Do đó thì hầu hết có cái đại hội thì qua tôi đánh giá rằng là nó một cái không khí rất là cởi mở, dân chủ. Được thảo luận một cách rất là sâu nổi, trong đó thì nhân sự được bào ra thì cũng đều được cái sự đồng tình rất cao của cái đội ngũ cán bộ đảng viên và trong nhân dân thì cũng rất là ủng hộ đối với lại cái đội ngũ nhân sự cấp ủy khóa mới. Qua đại hội, các đảng bộ đã lựa chọn được những cán bộ tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực, uy tín và kinh nghiệm bầu vào ban chấp hành và các chức danh chủ chốt để lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, có 174 cán bộ đủ điều kiện được bầu vào cấp ủy, trong đó cấp ủy đương nhiệm cơ cấu lại trúng cử là 76,4%, số cơ cấu lần đầu tỷ lệ 23,6%, cán bộ nữ chiếm tỷ lệ 17,2%. Nét mới của đại hội cơ sở năm nay thì chúng tôi thấy rằng là ban chấp hành đương nhiệm chuẩn bị khá kỹ về cái văn kiện, tức là báo cáo chính trị trình đại hội, đặc biệt là nó phù hợp với thực tế của từng cái địa phương, trong đó là chú ý những cái mục tiêu, những cái chỉ tiêu, cái thời gian cụ thể để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong cái phương hướng nghị quyết cái nhiệm kỳ 2020-2025, mà ở đó đặc biệt đó là các cái chỉ tiêu liên quan đến giảm nghèo bền vững, đến xóa nhà tạm, đến lộ trình xây dựng nông thôn mới, hay là trồng rừng gỗ lớn và phát triển cây dược liệu dưới tán rừng. Về cái công tác bầu cử thì tất cả các đại hội đều tiến hành công tác bầu cử là dân chủ, khách quan và có thể nói là rất trách nhiệm. Đối với cái công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025, thì có thể nói là chúng tôi cũng đang rất khẩn trương chuẩn bị. Và đến thời điểm này thì đối với việc báo cáo chính trị trình đại hội á, thì đã dự thảo đến lần thứ tư và đang tiếp thu các ý kiến góp ý từ đại hội cấp cơ sở và sẽ hoàn chỉnh để đến lần thứ năm và sẽ trình ra đại hội. Có thể nói, thành công của đại hội các đảng bộ chi bộ cơ sở là tiền đề quan trọng để đảng bộ huyện Nông Sơn tổ chức thành công đại hội lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025. Vừa qua, Bảo hiểm xã hội huyện Nông Sơn phối hợp với Bưu điện ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm tự nguyện. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nông Sơn Nguyễn Thị Thu Thủy tham dự buổi ra quân. Với chủ đề chính sách bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân, lễ ra quân khẳng định sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân. Thời gian qua tại Nông Sơn, công tác phối hợp thực hiện các nghị quyết của Đảng về bảo hiểm xã hội, vai trò trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, địa phương trong thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội được tăng cường thực hiện hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Đây là dịp tuyên truyền vận động trực tiếp tới đối tượng người nông dân và người lao động khu vực phi chính thức về quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ đó thay đổi nhận thức, tích cực, chủ động tham gia nhằm đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống. Ngày 16 tháng 6, Ban điều hành chương trình phát triển vùng huyện Nông Sơn tổ chức hỗ trợ trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Hưởng ứng chủ trương xã hội hóa công tác phòng chống dịch COVID-19, chương trình vùng huyện Nông Sơn đã tổ chức trao tặng một số trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế huyện. Trong đợt này, chương trình vùng huyện đã trao 20 cái nhiệt kế điện tử, 1.000 khẩu trang y tế, 50 hộp găng tay y tế cho trạm y tế 7 xã các trường học trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua nhiều nông dân trên địa bàn huyện Nông Sơn đã xây dựng, phát triển nhiều mô hình kinh tế trang trại, gia trại phù hợp với điều kiện địa phương, mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện.
Sau nhiều năm làm ăn ở thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018, anh Đặng Văn Minh quyết tâm về quê lập nghiệp với mong muốn làm giàu trên mảnh đất quê hương. Qua nhiều lần tham quan vườn cây ăn quả ở các tỉnh miền Tây, anh Minh đã mạnh dạn đầu tư cải tạo vườn đồi trồng các loại cây ăn quả như bưởi da xanh, mãng cầu Thái, quýt đường, mít Thái. Đến nay, anh đã đầu tư hơn 300 triệu đồng trồng gần 600 cây ăn quả các loại cùng hệ thống tưới tiêu nước tự động tại mỗi gốc cây. Thời gian đầu chưa có thu nhập, để lấy ngắn nuôi dài, anh Minh chăn nuôi thêm gà thả vườn và bò. Đồng thời thử nghiệm mô hình nuôi lươn không bùn trong bể xi măng kết hợp ao nuôi cá trê. Bước đầu thì thấy lươn thì phát triển tốt, khả năng cho thu lãi rất là lớn. Còn về mô hình nuôi gà, nuôi cá thì thấy bước đầu thấy cũng phát triển rất là tốt, có thu nhập. Đối với cây ăn quả thì mới trồng cho nên ra trái chưa có nhiều. Trong tương lai thì trung bình mỗi cây bưởi, cây trụ thì có thể cho thu nhập tới 1 triệu một cây. Cũng chọn con đường phát triển kinh tế trang trại, gia trại, song gia đình ông Nguyễn Nam ở thôn Đại Bình, xã Quế Trung lại lựa chọn mô hình trồng mít Thái Lan, xen chuối móc. Trước đây gia đình ông Nam trồng mía, sắn, thơm trên diện tích đất 6.000 m² nhưng không hiệu quả. Trên cơ sở hướng dẫn của cán bộ khuyến nông và học hỏi kinh nghiệm của người đi trước, tháng 4 năm 2018, gia đình ông Nam đã đầu tư trồng 40 cây mít Thái, xen 20 gốc chuối móc. Mít được trồng với mật độ 400 cây trên mỗi hecta, xen cây chuối móc, cấy mô. Đến nay, cây mít sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ sống hơn 90%, bắt đầu cho trái. Cây chuối trổ buồng trung bình 6-7 nải trên mỗi buồng. Qua quá trình mà tôi lồm ra á, là nói chung cũng nhà công lắm, chứ không phải là nó để xuống mà không lấy được đâu. Cũng nói thôi, thì lồm phải đầu tư cho nó. Ví dụ mình có ít đầu tư, ít có nhiều đầu tư gì, nhưng mà mình đầu tư cho trúng cái thời điểm, mức độ của nó. Chứ quá cũng không được, mà thiếu không được, mà thừa không được. Ý đó là mình phải đầu tư đúng. Qua cái việc phát triển kinh tế gia trại trên địa bàn huyện á, thì được người nông dân người ta rất là phấn khởi vì cái kinh tế hộ của người ta phát triển, nâng cao được đời sống thu nhập. Những cái hộ nghèo thì được xóa nghèo, những cái hộ khó thì người ta vươn lên làm giàu với cái bàn tay lao động của họ. Thì qua cái kết quả như vậy thì chúng tôi thấy rằng trong những năm qua chúng tôi đi đúng hướng theo cái phát động của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về cái phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Thực tế cho thấy việc đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại gia trại ở huyện Nông Sơn thời gian qua đã mang lại những kết quả. Hy vọng thời gian tới các mô hình kinh tế trang trại gia trại trên địa bàn huyện sẽ phát huy hiệu quả, vừa mang lại thu nhập, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động, vừa khai thác những lợi thế về đất đồi rừng của địa phương. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc trang địa phương Nông Sơn phát triển sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.